Mình cho bạn, bạn đã cần vay một khoản tiền để có thể tiêu xài, tiêu dùng trong ngày và nhận tiền một cách nhanh nhất, thủ tục đơn giản nhất. Thì trong video clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vay tiền 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, thậm chí là lên tới 10 triệu, 15 triệu mà chỉ cần đăng ký online qua chiếc điện thoại của chúng ta. Và tất nhiên là sẽ ưu tiên cho các bạn là các đơn vị cho vay với 0% lãi suất và nhận tiền giải ngân nhanh trong vòng 10 đến 15 phút cho các bạn. Rồi nếu các bạn đang cần vay tiền, vay 3 triệu online hoặc là số tiền lớn hơn nữa thì các bạn cứ theo dõi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để có thể đăng ký vay tiền an toàn và chính xác nhất. Link của website, link của bài viết thì mình sẽ để tại phần mô tả video clip để các bạn. Thì các bạn sau khi xem xong cứ kéo xuống phần mô tả ở phía dưới video clip nhé các bạn. Đây, các bạn kéo xuống phía dưới sẽ có link bài viết hướng dẫn hoặc là phần comment đầu tiên đấy này. Đó, các bạn kéo xuống. Rồi các bạn click vào bài viết hướng dẫn chi tiết để đọc kỹ các nội dung về hướng dẫn vay tiền, cách đăng ký vay tiền và hồ sơ thủ tục. Ngoài ra các bạn cứ vào website mà giảm giá tài chính.com. Tại đấy thì mình sẽ cung cấp thêm các thông tin về tài chính, gói cước nhà mà cũng như chia sẻ các mã giảm giá để các bạn có thể mua hàng hoàn toàn miễn phí nữa. Đấy, nhớ là kéo xuống phần mô tả ở phía dưới video clip nhé các bạn để thực hiện đăng ký vay tiền. Hồ sơ về vay tiền 3 triệu ấy hoặc là các khoản vay nhỏ thì rất đơn giản thôi, chỉ yêu cầu chúng ta từ 18 đến 55 tuổi, có chứng minh nhân dân và chúng ta chỉ cần chụp chứng minh nhân dân upload lên hệ thống, điền thêm một số thông tin về địa chỉ, về nơi sinh sống là được. Cụ thể bước 1 là điền thông tin và chọn các đơn vị cho vay tiền online, thì có rất nhiều các đơn vị cho vay ở phía dưới đây, các bạn cứ lựa chọn rất nhiều đơn vị cũng được nhé các bạn, đăng ký vay ở nhiều đơn vị cũng được. Sau đó các tổng đài này sẽ gọi điện lại tư vấn cho các bạn, thì các bạn thấy đơn vị nào ưu tiên nhất, ưu đãi nhất, lãi suất thấp nhất thì các bạn cứ đăng ký vay tiền. Thì sau khi chọn đơn vị vay tiền xong thì các bạn cứ cung cấp thông tin thôi, ví dụ như địa chỉ, số nhà, tên tuổi của chúng ta, rồi sau đó chúng ta sẽ duyệt, đợi duyệt hồ sơ, và sau khi duyệt thành công ấy, tiền sẽ được giải ngân và chuyển trực tiếp vào thẻ ATM của chúng ta, rất đơn giản như vậy thôi. Chúng ta thực hiện nếu mà nhanh tay thì cũng trong tầm 3 đến 5 phút là thực hiện xong, và nhớ có chứng minh nhân dân trong tay mà chụp luôn thì chỉ cũng trong 2 phút là ok rồi. Đấy, thì các bạn cứ chọn các đơn vị cho vay tiền ở đây. Các bạn lưu ý là nhớ chọn các đơn vị cho vay lãi suất thấp hoặc là 0% lãi suất, với độ tuổi, với khoản tiền vay là khác nhau đấy, nên các bạn cứ bình tĩnh xem xét và lựa chọn nha bạn. Ví dụ như máy 1 đến 15 triệu, 1 đến 10 triệu, 3 đến 6 triệu, đấy có rất nhiều các đơn vị. Rồi sau khi chọn xong thì các bạn cứ nhấn vào chữ đăng ký vay đây. Đấy, nhấn vào chữ đăng ký vay, đăng ký vay. Thì sẽ ngay lập tức đi đến bài viết hướng dẫn chi tiết đăng ký vay tiền tại đơn vị đó. Và bạn nếu đọc kỹ các nội dung như bước 1, bước 2 để các bạn thêm thử thách điền thông tin vay tiền như thế nào để có thể đảm bảo là điền đúng hồ sơ để được duyệt nhé các bạn. Đây, mình nhấn vào chữ đăng ký vay cho các bạn xem. Ngay khi nhấn vào chữ đăng ký vay, chúng ta sẽ đi vào nội dung hướng dẫn chi tiết vay tiền của một đơn vị nào đấy. Thì sau đó chúng ta sẽ được hướng dẫn về hạn mức này, lãi suất này, cách đăng ký vay tiền này, thời gian thanh toán này, cách nhận tiền này, nói chung các thông tin là mình đều hỗ trợ hết cho các bạn ở đây. Ví dụ như các bạn tìm đến mục đăng ký vay tiền thì các bạn xem thử điền bước 1, bước 2, bước 3 là ra sao. Thì cụ thể đây các bạn, bước 1 mình đều có hình ảnh minh họa cho các bạn đấy, là điền thông tin cho khoản vay, bước 2 là cung cấp địa chỉ sinh sống, bước 3 là chụp chứng minh nhân dân, hình ảnh của chúng ta chẳng hạn. Đó, từng bước đơn giản như vậy thôi. Thì sau khi các bạn đã đọc xem kỹ và hiểu rõ các bước thực hiện rồi thì sau đó các bạn chỉ cần vào đăng ký vay ngay đây các bạn. Đó, tìm đến chữ đăng ký vay ngay đây rồi click vào là sẽ đi vào website cho vay tiền, và các bạn nhớ là điền các thông tin theo chính xác các nội dung mà các bạn đọc ở đây để được duyệt nhanh nhất nhé các bạn. Các bạn yên tâm cứ nhấn vào chữ đăng ký vay là giao diện hiện ra, bạn nhớ điền cho chính xác là được. Ngoài ra nếu các bạn chưa có thẻ ATM thì các bạn có thể đăng ký thẻ hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Thì các bạn cứ vào đây, đó sẽ có các bài viết hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký thẻ ATM, mở tài khoản từ điện thoại của chúng ta. Thì trong vòng khoảng 3-5 phút là các ngân hàng sẽ hỗ trợ cho chúng ta có số tài khoản và chúng ta sẽ nhận được tiền trực tiếp về điện thoại của mình luôn. Không cần phải ra ngân hàng, không cần phải ra cái ATM nhé các bạn. Đó, cứ đăng ký online. Bây giờ thì các ngân hàng đều hỗ trợ mở thẻ online hết rồi mà. Rồi sau khi mở thẻ thành công thì các bạn cứ vào đăng ký vay ngay đây. Đó, để các bạn có thể thực hiện điền thông tin và vay tiền.
Rất nhiều đơn vị cho vay với 0% lãi suất và khoản vay là khác nhau, nên các bạn cứ bình tĩnh lựa chọn thấy phù hợp với đơn vị nào, các bạn có thể nhấn vào chữ đăng ký vay đây. Đó, các bạn cứ đăng ký vay ở nhiều đơn vị, sau đó các tổng đài gọi lại tư vấn thì các bạn chọn ở đơn vị nào tiện lợi nhất cho mình nhé các bạn. Đây các bạn có thể vay từ 1 đến 50 triệu, 1 đến 10 triệu, hoặc là thời lớn hơn là 1 đến 80 triệu đấy các bạn. Đó, các bạn cứ bình tĩnh và lựa chọn các đơn vị thôi. Trong trường hợp các bạn cần hỗ trợ, cần tư vấn thì các bạn thấy ở phía dưới đây có fanpage của kênh YouTube của mình ở phía dưới, các bạn nhớ vào để lại comment, hoặc là fanpage thì các bạn có thể gửi tin nhắn cho mình sẽ giải đáp và hỗ trợ cho các bạn, chỉ cho các bạn các gói vay mà phù hợp nhất với bạn. À, ngoài ra còn có các đơn vị cho vay như vay qua chứng minh, vay qua ATM, vay không thể chấp, vay bằng phím đây. Thì các bạn muốn tìm hiểu thêm thì nhớ các bạn vào để đọc kỹ nội dung nhé các bạn. Link của website, link của bài viết thì mình sẽ để tại phần mô tả video clip. Nhớ là xem xong thì cứ kéo xuống ở phía dưới đấy các bạn nhé. Đó, có link của bài viết hướng dẫn, click vào đọc kỹ các nội dung hướng dẫn như mình vừa nói ở trên, rồi các bạn mới được thực hiện đăng ký vay tiền. Nhớ là phải điền cho nó chính xác để tăng tỷ lệ duyệt. Ngoài ra, các bạn cứ vào website mà giảm giá tài chính.com, tại đấy thì mình phải cung cấp thêm các thông tin để các bạn có thể vay tiền và được duyệt vay một cách nhanh nhất nữa. Khi các bạn cần vay tiền thì các bạn cứ vào link để đọc thật kỹ, mình để tại phần mô tả. Nếu thấy hay thì nhớ like kênh và đăng ký kênh. Trong trường hợp có vướng mắc nhớ để lại comment, mình sẽ hỗ trợ và giải đáp cho các bạn. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều.